Ok, dạ vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của núi rừng Tây Nguyên ạ. Hôm nay thì mình có đi vào một con thác ở trong rừng để thăm chơi, để kiếm những cái đường đi của những cái con thú rừng ấy mọi người. Giờ thì mình xuống dưới chỗ cái thác đây là để nghỉ chân, mà cũng vô tình là cũng gặp mấy anh em ở trong làng mà họ đi làm rẫy á, nay là mình cũng mọi người em xuống đây chơi cùng cho vui luôn. Thì sáng trước khi đi thì mình cũng đã chuẩn bị đồ ăn, là tính là vào trong đây đi thăm, không có đường thú về thì không có gì, thì mình sẽ xuống thác để mình nướng gà rồi ăn ở dưới thác đây cho mọi người cùng trải nghiệm nhé. Dưới suối đây là một dòng suối rất là to luôn, mọi người có thể thấy đằng sau mình là một dòng chảy rất lớn đấy ạ. Vâng, nó chia ra rất nhiều nhánh đấy, mọi người có thể nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình nướng gà cùng mấy anh em là đi làm rẫy ở trong đây nha mọi người. Vâng, mọi người cùng theo dõi mình nhá. Đây là mọi người, đây có một cây vả mật này, đây này, quả vả này. Đây, mọi người có thể thấy là quả vả này. Mà quả này nó chưa chín lắm. Đập cho xem. Chưa, quả này chưa chín. Hái xem có quả nào chín không? Để đi xem nào. Đây mọi người, đây là một quả vả mật nó đã chín rồi đây. Mọi người có thể thấy mình góp này, rất mềm luôn này. Đâu nào. Giờ chín nũ rồi, em cũng bẻ đôi ra cho mọi người cùng xem nhé. Đây, mọi người có thể thấy là cái mật của nó là sánh giống như là cái thạch cao câu ở trong lõi này. Cái này là rất ngọt luôn nha mọi người. Đây này, đây rất ngọt, rất ngon luôn đấy mọi người. Mọi người có thể nhìn rõ này. Đây là cái mật của quả vả mật đấy. Cái này ăn nó ngọt mà nó thơm lắm, mà không hề có con sâu bọ gì giống như là cây sung hay là cái quả vả, cái loại cây vả khác nha mọi người. Đây là cái gốc của nó luôn này, mình mới hái ra, mình đi rửa lại rồi mình mới bẻ ra cho mọi người xem đấy. Đây, giờ mình sẽ ăn cho mọi người nhé. Thơm ngọt quá. Tiếc rằng là giờ không có ai cầm máy thay cho mình để mình quay lại mình ăn cho mọi người xem. Ngon quá. Thôi, lần sau nếu ai mà xem thấy video, ai muốn có nhu cầu dùng thì cứ liên hệ với mình qua cái số Zalo mình để trên đầu video nhé. Mình sẽ đi hái tặng miễn phí cho mọi người luôn. Rồi, tiếp tục mình sẽ review những cái cảnh xung quanh đây cho mọi người cùng xem nhé. Đây, đứng trên cao đây mình có thể nhìn thấy là một cái con suối mà là, đây là một cái gành đá. Nó tạo nên một dòng thác rất là hùng vĩ mà tráng lệ nha mọi người. Đây, mình đang đứng trên cao, tí nữa mình sẽ xuống dưới thấp để mình quay ngược lên cho mọi người cùng xem nhé. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này, mình đang đứng trên cao và dưới kia là cái dòng chảy nó đang về xuôi đấy. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới thấp để mình quay ngược lên cho mọi người cùng xem để cái cảnh hùng vĩ của suối nước ở nơi mình ở đây nhé. Đây, mọi người có thể thấy là ở đây là cái thác nước, tuy rằng nó không cao nhưng nó rất là dài nha mọi người. Từ trên cái cây cao mà đằng xa trên kia, mọi người có thể nhìn thấy cái cây xanh đằng xa trên kia không? Nó từ trên đấy là cái thác, mà từ trên đấy về đây nó cũng phải rất là xa đấy mọi người. Nó chảy không cao nhưng nó chảy rất triền. Và xuống đây nó có một cái vũng này, nó giống như cái ao luôn này mọi người. Chỗ này rất là sâu nhá. Hôm nào mà trời nắng mình sẽ xuống lặn cái vũng này bắt cá cho mọi người cùng xem nhá. Vũng này rất là nhiều cá luôn á. Đây, mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, chỗ lên khói kia là bắt đầu thác đấy. Lên khói kia là chỗ mấy anh em đang ngồi trên đấy để làm gà, để nướng gà. Tí nữa anh em mình sẽ ăn gà ở trên đầu thác đấy cho mọi người cùng xem nhé. Mọi người có thể nhìn thấy đấy. Đây, thác nước. Rồi, tiếp tục mình sẽ lên gần hơn để quay cho mọi người cùng xem nhé. Thank you.
Ok, bây giờ thì gà đã lên lửa rồi nha mọi người. Đấy, giờ gà đã bắt đầu nướng này. Tí nữa là nó sẽ chín vàng và mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức với mấy anh em mình nhá. Rồi, giờ mình bắt đầu nướng đấy. Cái lưng nó đây giá đi đâu rồi, cái giá đâu rồi, giá đi anh Dung. Tao giá mày quá khô lục bố đi, cứ giá đi, cứ giá đi. Rồi giờ gà đã chín rồi nha mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức với mấy anh em nhá. Rồi bỏ ra đi anh ơi. Gà chín rồi đấy. Rồi. Ồ, gà thơm quá. Đây mọi người. Ai gà nóng quá, gà rất là thơm luôn này. Ồ, thơm ngon. Rồi mời mọi người cùng thưởng thức với mấy anh em mình nhá. Rồi. Rồi, gà rất thơm ngon luôn này. Chín tới xương luôn mọi người. À, nóng quá. À, nóng à. Nóng thì làm từ từ thôi chứ. Đấy, xé ra hết đi. Mời anh em nhá. Rồi, xin mời cả nhà ăn gà nướng với mấy anh em mình nhá. Đây gà rất thơm ngon luôn này cả nhà. Đây còn có cả rượu nữa này. Tôi bác lớn bác làm trước với em nhiều, bác làm trước. Em ăn trước. Mời cả nhà nhá. Không phải nhớ nè. Đây muối ớt này. Tuyệt vời luôn. Nay vô tình cũng gặp mấy anh em đi làm rẫy nên là mình cũng mời mấy anh em cùng xuống chơi với mình luôn cho vui. Thì người trong làng với nhau mà gặp nhau không mời nhau thì cũng rất là khó nha mọi người. Nên thôi ở nhà. Gặp nhau thì mình mời nhau một tiếng chả sao. Rượu ngon không? Quá. Rồi, xin mời mọi người cùng uống rượu với mình nhá. Thì cái ly bạn làm rất đẹp luôn này. Ngon. Ngon quá.
Đây, xin mời mọi người nhé. Ôi, ngon quá. Đây, mời mọi người. Ngon quá. Vâng, bây giờ thì gà cũng đã ăn hết và rượu uống cũng đã gọi là gần say rồi, thì mình xin phép mọi người là mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của mình nhé. Giờ mấy anh em mình sẽ xin phép và đi về nhà vì trời cũng đã gần tối rồi ạ. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người.